Tôi đang cố gắng hết sức mỗi ngày. Tôi đang cố gắng tìm đủ mọi cách để bào chữa cho con người, nhưng hầu hết các cõi thiên đàng đều kiên quyết tiêu diệt toàn thể thế giới loài người. Ôi trời ơi! Và họ nói với tôi, chỉ có Ngài và đệ tử của Ngài sẽ được tha thôi. Họ nói thẳng vào mặt tôi như thế. Tôi nói, tôi sống thế nào nếu chỉ có tôi và các học trò của tôi? Mà học trò của tôi thì ở khắp nơi trên thế giới. Nếu bị tiêu diệt tất cả, làm sao tôi biết họ có còn sống hay không? Dạ đúng, làm sao chúng tôi có thể liên lạc nhau được? Vâng, thưa sư phụ. Viễn ảnh đèn tối khủng khiếp. Dạ hiểu. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa. Vị đã nói với tôi tất cả điều này, điều kia và điều nọ. Nhưng họ nói, bắt đầu từ bây giờ. Đã bắt đầu nghiêm trọng rồi. Tháng vừa qua. Ôi chao. Để xem tôi có cho quý vị biết đôi chút được không? Không được, tốt hơn là không. Nhưng họ có những người đặc biệt mà tôi đã tranh luận giúp. Tôi nói, một số người chỉ là họ không hiểu thôi. Con người chỉ là họ chưa hiểu thôi. Dạ đúng vậy. Họ không thể hiểu được. Họ không hiểu mối liên hệ giữa việc ăn thịt người thân động vật và sự tàn nhẫn và sự cách xa thiên đàng bởi vì điều đó. Họ vẫn chưa hiểu được. Cho nên quý vị không thể giết hết họ. Hãy để tôi có thời gian dạy họ, nói cho họ biết. Hãy để tôi có thêm thời gian. Họ nói Ngài có quá nhiều thời gian rồi. Nghĩa là tôi đã có quá nhiều thời gian rồi. Dạ hiểu. Tôi nói, tôi biết điều đó. Nhưng tôi không có đủ thời gian. Bởi vì họ đã bị đầu độc quá lâu rồi. Nhiều người đang thức tỉnh. Tôi thấy bây giờ rất nhiều người ăn chay và thuần chay rồi. Nhưng họ nói đã quá muộn rồi. Không thể bàn luận điều gì nữa. Trời ơi, tôi không thể kể hết mọi chi tiết. Vâng, thưa sư phụ, dạ hiểu. Quý vị sẽ rất kinh ngạc và sốc, nhưng tôi không được phép nói. Hy vọng bằng cách không nói, thì sự việc sẽ không xảy ra. Dạ, hy vọng vậy. Tôi đang cố gắng nhìn về hướng lạc quan. Dạ, thưa sư phụ. Và rồi họ nói, có một loại người hoặc nhóm người cụ thể mà họ sẽ tiêu diệt trước. Tôi không thể cho quý vị biết, tôi không được phép. Vì nếu tôi nói, bọn ma quỷ hung hăng sẽ tìm điều gì đó để ngăn chặn chuyện đó, thực hiện chiến lược để áp đảo chuyện đó, ít nhất là chúng làm gì đó. Dạ vâng, thưa sư phụ, dạ hiểu. Tôi hy vọng loài người sớm thức tỉnh, sớm, sớm, thật nhanh. Bằng không thì, trời ơi, chúng ta đáng lẽ có thiên đàng tại thế rồi, tiền bạc quá nhiều, thực phẩm quá nhiều. Khắp nơi quá dồi dào phong phú, một nơi tuyệt đẹp. Dạ, chắc chắn. Không có lý do gì để phá hoại nó, phá hủy nó theo cách này, cách kia.